Và các bạn thấy cái làn khói đen nghịt đó, đó. Làn khói đen nghịt đó. Chỉ có những cái nơi mà coi như là ngoài khu dân cư thì mới có cái tình trạng này thôi. Nhưng mà ở đây nói với các bạn là đây là cái khu dân cư 19 tháng 4 đó. Mà chỗ này là cái bản đồ 60, tôi nhớ không sai. Bản đồ 60 là coi như chỗ này là quy hoạch là giải tỏa để mà làm cái công viên ngay chỗ cái khói đang cháy đây đó. Nhưng mà tại sao phường Phú Trinh lại chấp nhận coi như là cho là vệ sinh thành phố là đổ rác như thế này? Năm ngoái tôi còn nhớ tôi đang đứng ở đây và đài truyền hình Bình Thuận là đã làm việc và đã phỏng vấn tôi, và tôi đã đề nghị đại diện cho khu dân cư này là phải dẹp cái bãi rác này. Và ngay cả khu phố và ngay cả đại diện của phường Phú Trinh cũng đã làm việc này à, mà nhưng mà coi như cái việc này nó vẫn là như cũ, là vũ như cẩm. Đúng là người dân của chúng tôi là coi như ở đây là coi như chịu không nổi. Đó, các bạn thấy khói nghi ngút không? Chúng tôi là người dân ngu cu đen mà nói không có một được gì hết. Như vậy người dân là có tiếng nói như thế nào? Xin lỗi các cán bộ mà có chức sắc không bao giờ dám đi ngang qua con đường này, chứ đừng có nói là ở một tiếng hai tiếng đồng hồ. Nhưng mà các cán bộ là vẫn làm ngơ đi, các cơ quan có thẩm quyền coi như của nhà nước là làm ngơ đi. Rồi tôi chỉ nói như vậy thôi. Cái này là công trình vệ sinh của thành phố đốt hay là của ai đốt vậy? Cái này của phường Phú Trinh hả? Ở đây anh em mình thích đốt lắm phải không? Để tôi kêu cái tài nguyên môi trường xuống coi cái môi trường ở đây như thế nào. Đốt là khói vô trong nhà người ta. Có khách nào làm hay chứ? Đâu phải mình muốn đốt là đốt đâu. Bây giờ nhà mấy anh ở đây mấy anh đốt vậy, người ta đốt anh chịu nổi không? Đốt bay vô trong nhà trong cửa người ta chịu không nổi. Và tôi cũng đề nghị là coi như là các cấp có thẩm quyền của nhà nước xem xét lại khu vực này, các cái nhà nhỏ này coi như là từ từ mọc lên. Lý do gì? Ai cho phép? Mà nếu mà nhân dân làm cái gì coi như nhà nước phải biết. Đúng như vậy thôi. Và bây giờ coi như là các cấp thẩm quyền của nhà nước trong tỉnh, thành phố, phường Phú Trinh, rồi cả khu phố nữa phải xem xét cái vụ này. Còn khu vực này giải tỏa là để làm công viên à, chứ không phải là để là coi như có những cái nhà tôn nhỏ mọc lên như thế này. Và chỗ này cũng không phải là chỗ nơi để mà tập kết rác, tại vì khu tập kết rác là coi như là phải ở là ngoài khu dân cư à, chứ không phải là ở trong cái thành phố xanh sạch đẹp này. Nó như các bạn đã thấy, tôi nói không sai một điều nào cả. Khi mà đã giải tỏa mặt bằng thì ở đây coi như là mọc lên những cái nhà tôn và người ta che chắn đó, các bạn thấy che chắn cái những miếng tôn để trồng cây xanh. Tôi rất hổ thẹn là thành phố xanh sạch đẹp của Phan Thiết như thế nào tôi không thấy chỗ nào cả đó. Đó, những cái căn nhà tôn nhỏ như thế này mọc lên đấy. Nói có sách mắt cái chứng đó, tôi quay cái clip này để là các bạn gần xa xem thử coi quan đậu nó có sai không đó. Những cán bộ có chức sắc không bao giờ đi con đường này cả đó. Chứ đừng có nói là coi như là các
là cán bộ, các vị cán bộ là phải là ở nơi này chỉ 1-2 tiếng đồng hồ là coi như thấy chịu không nổi, là huống chi về chúng tôi là coi như khu dân cư mà ở đó. Các bạn thấy không, đó có nhà thôn đó, ai cho phép xây dựng mà tại sao coi như nhà nước là ngơ đi là sao? Không lẽ là như rối như tơ, giống như dây điện ở trên không như thế này, không giải quyết được một cái gì à? Đây là con đường Đặng Văn Ngữ đó, các bạn thấy không? Và chúng tôi cũng đã đóng góp và xây dựng nhiều lần đề nghị coi như là các cấp thẩm quyền để mà giải quyết. Các bạn chưa thấy nè, đó con đường này khi mưa nè, đó khi mưa xuống là nó thành giống như một cái ao hồ để nuôi cá đó, tôi nói không sai đó. Con đường Đặng Văn Ngữ này khi mưa xuống là nó như thế đó. Nếu mà các cấp lãnh đạo không thấy thì bây giờ tôi quay video clip này để cho các cấp lãnh đạo thấy. Và bây giờ con đường Đặng Ngữ thì ngang là con đường Đặng Thái Thông đó, thì sau này coi như là đã có một cái chỗ mà coi như nhà nước phường Phú Trinh đã chấp nhận cho thành phố cho tập kết rác ngay chỗ này đó. Khói vẫn nghi ngút, khói vẫn nghi ngút.